Hello, xin chào anh chị em, các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bài Cơ ha. Thì hôm nay thì cũng có một số cái mẫu xe máy mà khách đổi mô tô, thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em tham khảo ha. Đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể là nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi thì có ship xe toàn quốc anh em nhé. Anh em mà cần thông tin về chiếc xe nào thì anh em có thể là liên hệ số Zalo bạn Trọng thì mình ghi trên màn hình ha. Xe thì cửa hàng thì có mua bán rất là nhiều mẫu xe, từ dòng xe mô tô đến dòng xe máy ha. Nhưng hôm nay thì mình sẽ làm riêng về cái mẫu xe mẫu cái clip này về riêng về cái mẫu xe máy để anh em tham khảo ha. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe và ship xe toàn quốc nhá. Ở xa anh em chỉ cần cọc được 2-3 triệu thì cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc thôi. Còn trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Mình trả trước khoảng 30% giá trị xe anh em nhé. Rồi, đồng hành với mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng ha, cập nhật báo giá của mình Chào chị và các bạn nhé. ha. Hôm nay em với anh Thắng sẽ cập nhật cái dòng xe khách đổi hiện có trong cửa hàng nhé. Rồi, Cho mình đi luôn từ xe nhỏ trước thôi. đó, Đầu tiên là đây là có con Future. Future biển số 60 của Đồng Nai, à Biên Hòa. Đồng Nai Đó. 60F nha anh em. Con này là được trang bị FI rồi, đăng ký năm 2015. Đó, bánh mâm ra thì cực nhẹ, lạnh lắm. Đi gọi là sướng lắm. Ok, bánh Con mâm này thắng đĩa. thì bánh mâm thắng đĩa để cho anh chị là 14 triệu 800 nghìn. Cúp Đó, cực kỳ rẻ. 14 triệu 800. Mấy mẫu xe này thì mình trả trước khoảng mấy triệu Mấy vậy ha. triệu là góp được thôi. Rồi, ok. Đấy, sang đây có con quỷ, quỷ S. Quay, quay S. Con này quỷ S này em. Con này thì nó đăng ký muộn, đăng ký năm 2012. 22 luôn nhé. Nhìn thấy Giá cao. cằm niềng này em thấy không? Đẹp lắm em nhé. Sáng trưng luôn. Đó, máy móc thì em thì thầm. Máy thì thầm, dàn áo thì cứng, cáp liền Giá lạc. áo thì em dọn lại rồi đấy. Áo này thì đã sơn lại ha, Đúng sơn không? lại dàn Nhưng áo mà này. cực kỳ cứng, không gãy bát. Rồi. Hộp sên, hộp xiếc zin hết nhé. Rồi, Biển đời Đồng Nai, con này để cho chị là 9 triệu 3. Con này đi cày thì bao phê luôn. 9,3 triệu thôi anh em nhé, Thổ hàng rất cực là kỳ rẻ mạnh. luôn. Còn Winix thì hôm Hyundai nay thì đấy thì còn 5 chiếc. có 5 Đó. chiếc này. Chiếc đầu tiên là chiếc biển số 61 của Bình Dương. Rồi. Xe cực kỳ lanh, đi hơn 20 nghìn cơ xíu. Con này để cho chị là 20 triệu 800 nghìn. Rồi, 20 triệu 8 nhá. Xe Đó, màu biển đỏ, 61 rất nhá. là bắt mắt. Vỏ thì rất là dày này, vỏ này Vỏ chỉ mới có thay mới luôn mới đấy. thay luôn á, vỏ Vỏ mới luôn. mới mới tinh luôn. Đó. Xe 2010, đời cao. Đó. Rồi, mấy cái Xe mẫu này thì vẫn bảo hành phải vẫn bảo hành máy móc 6 tháng cho anh không? chị. Bảo hành máy móc 6 tháng luôn. Rồi. Đấy, mình xuống dưới này mình cập nhật luôn hàng Vina này. Winx luôn này. Con màu đen nhám này là con biển số 71 của Bến Tre. Đấy, đang đi cây bù của Sonic. Rất là êm nhá. Auto của nó đi có 22.000 cây thôi. Đó, máy thì thầm luôn anh em. Con này thì để cho anh chị có 19 triệu 800 nghìn thôi. Rồi, tiếp theo thì cũng là Winx luôn nhá. Bản này cũng là bản ABS nhá. Hôm nay thì còn lại mấy chiếc Winx toàn là Còn ABS hết ABS ha. luôn luôn anh. Rồi. Tiếp đến là con biển này là biển 84 của Trà Vinh. Biển 84. Đấy. Xe rất là đẹp, cứng cáp. Con này là đi 18.000 cây thôi anh em. 18.000 à. Con này hôm nay giảm xuống cho chị còn có 19 triệu 800 nghìn thôi. 19,8, con này là 2020 luôn này. 2020 hả? Đó, Tiếp đến. xe cũng là zin nguyên bản luôn Tiếp đến là con này thì hồ sơ có hồ sơ em đang rút rồi. ha. Không biết là Rồi. bao hồ sơ cho anh chị đấy. Ok, con này là ba hồ sơ luôn này. 2019 thôi. Đó. Con này để cho anh chị là 21 triệu 800 nghìn bao hồ sơ nhé. Xe đi 20.000 cây. Ok, 21,8 bao hồ sơ. Đấy. Còn bên này cũng Con này là là biển Phoenix luôn. số 70 của Tây Ninh. Con này là xe cũng năm 2020 luôn, đi 9.000 cây. Con này thì để cho chỉ có 21 triệu 800 thôi. Đó, 218 nhá, xe cũng là zin nguyên bản và vẫn được bảo hành máy móc là 6 6 tháng tháng. cho em ha. Còn Winner V1 thì hôm nay cũng còn 2 chiếc à. Winner V1 thì hôm nay còn 2 chiếc. 2 chiếc. Chiếc bên trong cùng này là chiếc biển số 93 của Bình Phước. Con này là xe 2018. Đó, màu Đó. vàng đen rất là đẹp Màu nhé anh vàng em, đen. cứng cứng cáp xe. Con này thì để cho anh chị hôm nay giảm xuống còn có 15.8 thôi. Đó, 15,8 máy móc là vẫn bà zin nguyên bản ha. Còn chiếc 15.8 bên thôi. này. Con này thì là biển số 17 của Thái Bình. Con này thì Đấy. mới thay về cầm mâm zin rồi anh em, nó rất là đẹp xe nhé. Ok. Cứ đi tiếp độ nhé. Con này hôm nay để cho anh chị 15.8 luôn. 15,8 luôn hả? 15.8. Rồi.
Còn Tiếp đến là có mẫu S-Center 135. S135. Con này thì máy móc là êm zin, biển số Sài Gòn. Bán ba canh chấp cho anh chị nhé. Không có bao rút hồ sơ, ba canh chấp thôi. Ok. Đó, con này thì để cho anh chị có 12 triệu hả? Ba canh chấp. 12 triệu ba tranh chấp ha. Đúng rồi, Đấy, xe liền lạc. dàn áo thì rất là liền lạc luôn. Ok. Rồi, còn Tiếp đến có mẫu S-150. S150. Còn đầu tiên này là con biển số 68 của Kiên Giang, xe đăng ký năm 2016. Xe đi 22.000 cây. Con này thì để cho anh chị có 16 triệu 800 thôi. Rồi, 168. Rất là rẻ. Rồi. Đấy, tiếp đến là con này là biển 62 của Long An. Xe 2018 nha anh em. Đầu 2 Long An 28. Đi 40.000 cây. Chuẩn Auto. Con này thì để cho anh chị có 17 triệu 8 thôi. Máy móc là thì thầm thì Ok, thít luôn. 17 triệu 8. Sang đến tiếp theo là con đỏ nhám Con đổi nhám. 2020. Và con đổi nhám này rất đẹp luôn Đẹp nào. đẹp đấy. 2020 luôn. 2020. Biển số à, con này đang đang rút hồ sơ rồi, gốc nó ở Thanh Hóa nha anh em, đi 26.000 cây. Con này để cho chị là 23 triệu 500.000 bao rút hồ sơ nhé. 23 năm ha, sẽ quá đẹp luôn. Tiếp đến là có con biển số 38 của Hà Tĩnh. Đó, con này là màu Monster 2020 nhé, bản Monster và đặc biệt, đi 25.000 cây rồi. Đó, máy móc là êm thì thầm luôn. Con này thì để cho chị có 22 triệu 800 thôi. Rồi, 22 800, Đó, rất là mềm. 2020. Tiếp Đây đến thì là có mới kinh, mới kinh. con này là biển số Sài Gòn, bao tranh chấp cho anh chị. Con này thì viết, Bao tranh chấp luôn. con này thì để cho anh chị là 20 triệu bao tranh chấp nhé. 20 Xe triệu bao có tranh lên chấp. tay côn đầy tháng đồ chơi, Đấy, bô có và lên cái phô. bô. Ok. Tiếp đến là có mẫu S155 màu đỏ nhám. Con này đăng ký cuối 2022, tháng 12 năm 2022 rồi nhỉ. Đăng ký đây, đi có 7.000 cây thôi, chuẩn nó đô nhé. Chuyển luôn hả? Con này là 7.000 mỗi cây. tội 7.000 cây, mỗi tội là khóa chìa, Rồi. hơi thiệt. Biển số thì biển nó là biển thành phố Di An rồi, cho nên sang tên rất là nhẹ thuế thôi anh em. Còn lại thì để cho chị 26 triệu 800 nghìn. Rồi, 268. Tiếp đến còn chiếc Sonic, con này là đăng ký năm 2022, đi có 5.000 cây thôi. Hôm Đấy. nay giảm xuống còn 30 triệu 800. 30 triệu 800 mới đi 5.000 cây 5.000 ha. cây anh em, biển Đó. 94 của thành phố Bạc Liêu. Đấy, có đẹp luôn. Rồi Xe rất thì là đẹp. anh em nào quan tâm thêm cái chi tiết thêm cái dòng xe thì mình cứ liên hệ Zalo Bận Trọng ha. Cửa hàng thì có mua bán, trao đổi xe và có ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên ha, không nợ xấu, mình trả trước 30% giá trị xe anh em nhé. Nếu anh em trả góp mà trả trước mà tốt rồi á thì mình những cái dòng xe mà dưới 30 triệu là anh em không cần trả trước cũng được anh em ha. Đó. Rồi, thì mình đọc lại cái địa chỉ cửa hàng ha. Địa chỉ cửa hàng thì địa chỉ cửa hàng là nằm địa chỉ 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Và số điện thoại của Bận Trọng thì mình cứ ghim trên màn hình ha. Anh em mà muốn ship xe về đâu hay là muốn trả góp thế nào thì mình cứ inbox cho Bận Trọng. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha. Ok, xin chào Bận Trọng ha. Chào chị và các bạn nha. Đó, anh em mà cần thêm báo giá thêm mẫu xe nào thì mình cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha.